Xin chào tất cả các bạn, lại Đăng đây. Trong cái video ngày hôm nay, Đăng sẽ chia sẻ các bạn một trong những cái vấn đề mà chắc chắn có rất là nhiều các bạn gặp, là khi các bạn chơi TikTok á, là các bạn nên chọn tài khoản cá nhân hay là các bạn nên chọn tài khoản doanh nghiệp. Chọn cái nào thì nó sẽ ưu việt hơn, và cái sự khác nhau giữa cái tài khoản cá nhân và cái tài khoản doanh nghiệp nó như thế nào, thì Đăng sẽ giải thích cho các bạn tất tần tật cụ thể trong cái video này luôn. Nếu các bạn thấy cái chủ đề này nó hay thì các bạn có thể giúp cho Đăng một like, và đừng quên là comment những câu hỏi mà mọi người cũng đang chia sẻ. Đừng quên nữa đăng ký kênh Trang Đăng Official hoặc chuông thông báo để xem nhiều video hữu ích của Đăng về TikTok nhé. Còn bây giờ chúng ta vào nội dung video nha. Quên nữa, Đăng sẽ nói thêm cái phần này dành cho những các bạn nào các bạn mới chơi TikTok á. Thì trước đây các bạn đã từng xem những cái video hướng dẫn về TikTok hoặc là các bạn xem những video của Đăng rồi á. Đăng hay nói có một loại tài khoản nữa, đó là loại tài khoản Pro. Loại tài khoản Pro này lúc trước TikTok nó thật sự nó có cái loại tài khoản này, nhưng bây giờ TikTok nó đã bỏ qua cái loại tài khoản Pro này rồi. Hiện tại á là TikTok nó chỉ có hai loại tài khoản thôi, đó là tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp nha. Phần đầu tiên cho cái video ngày hôm nay á, thì Đăng sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần giống nhau giữa cái tính năng khi các bạn sử dụng tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp. Cái sự giống nhau giữa tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp á, là hầu như những cái tính năng cơ bản của TikTok, chẳng hạn như là tính năng về tạo danh sách phát này, tính năng ghim video này, hoặc là tính năng ghim bình luận này. Ghim bình luận này thì các bạn có thể là dùng được ghim bình luận hoặc là trả lời bằng video, hay là những cái tính năng cơ bản của TikTok là hầu như bạn có thể sử dụng được hết. Và các bạn vào cái phần gọi là công cụ dành cho tác giả này, là các bạn có thể là phân tích video, tài khoản cá nhân có thể phân tích video, chạy quảng cáo, danh sách phát được hết. Và tài khoản doanh nghiệp nó cũng y chang như vậy luôn. Bạn cũng có thể là phân tích tài khoản, phân tích video, phân tích kênh của bạn khi các bạn sử dụng tài khoản doanh nghiệp, hoặc là các bạn có thể quảng cáo cái video của bạn ở tài khoản doanh nghiệp cũng được. Thì nói chung là những cái tính năng cơ bản các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được khi mà các bạn ở tài khoản cá nhân hay là tài khoản doanh nghiệp, các bạn đều có thể sử dụng được hết. Phần tiếp theo thì đang chia sẻ các bạn về cái sự khác nhau về tính năng khi các bạn sử dụng tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp trên TikTok là gì. Cái sự khác nhau đầu tiên mà đang nghĩ cũng ảnh hưởng khá là lớn đấy, đó là sự khác nhau về khi các bạn sử dụng bản quyền nhạc hay là khi các bạn sử dụng âm nhạc trên TikTok á. Khi các bạn sử dụng âm nhạc trên TikTok với cương vị là tài khoản cá nhân hay là đứng với danh nghĩa là cá nhân á, thì bạn sử dụng nhạc trên TikTok một cách rất là thoải mái. Các bạn có thể sử dụng hầu hết những cái nhạc mà có sẵn trên TikTok hay là được lên xu hướng trên TikTok rồi. Nhưng mà đối với cái tài khoản doanh nghiệp á, thì khi các bạn biết là doanh nghiệp là đứng với cương vị là công ty đúng không? Doanh nghiệp đúng không ạ? Thì nó sẽ mang tính chất pháp lý nhiều hơn. Cho nên một vài cái bài nhạc khi các bạn đứng ở cương vị là tài khoản doanh nghiệp á, thì nó sẽ bị hạn chế về khi các bạn sử dụng bài nhạc đó. Chẳng hạn như là cùng một bài nhạc nha, khi các bạn sử dụng tài khoản cá nhân á, thì nó vẫn ok. Nhưng mà khi các bạn chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp trên TikTok, các bạn sử dụng những bài nhạc có sẵn trên TikTok hay là các bạn sử dụng những bài nhạc lên xu hướng trên TikTok á, thì nó sẽ có một cái dòng chữ thông báo này: bạn không được sử dụng bài nhạc này với mục đích thương mại. Cho nên là khi các bạn sử dụng tài khoản cá nhân á, thì bạn sẽ thoải mái về việc sử dụng nhạc nhiều hơn. Còn khi các bạn sử dụng tài khoản doanh nghiệp á, thì nó sẽ bị hạn chế sử dụng nhạc khi các bạn sử dụng một vài bài nhạc trên TikTok đã có sẵn trên TikTok hay là những bài nhạc lên xu hướng á, thì nó sẽ bị hạn chế. Và một cái vấn đề mà Đăng biết các bạn hay gặp á, là các bạn sẽ bị vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc á, trên TikTok á. Thì Đăng có làm một cái video chia sẻ 5 cách để hạn chế vi phạm bản quyền âm nhạc á, thì bạn nào hay vi phạm bản quyền âm nhạc thì bạn có thể xem thêm video này nhé. Cái sự khác biệt thứ hai á, đó là cái tính năng mà khi các bạn đặt cái đường link trang web trên cái bio trên cái TikTok của bạn á, thì đối với tài khoản cá nhân thì khi các bạn mới tạo kênh á, thì TikTok sẽ chưa cung cấp cho các bạn đặt cái đường link trang web trên cái kênh của bạn liền đâu. Mà khi cái kênh của bạn đạt khoảng 1.000 follow và có những cái video lên được view mà ăn đề xuất á, thì nó mới cho các bạn đặt cái đường link trang web trên cái bio trên cái kênh TikTok của bạn. Còn đối với tài khoản doanh nghiệp á, thì khi các bạn tạo cái kênh tài khoản của bạn á, các bạn chuyển qua tài khoản doanh nghiệp á, thì nó các bạn sẽ có luôn cái đường link trang web luôn, không cần phải đợi đến 1.000 follow gì hết, mà bạn có thể là đặt cái đường link trang web trên bio á, trên cái kênh của bạn ngay lập tức. Và một trong những cái sự khác biệt nhỏ nhỏ nữa là khi các bạn chuyển các bạn sang tài khoản doanh nghiệp nữa, thì sẽ có thêm cái phần email. Các bạn đặt email của bạn vào, nó sẽ trên cái kênh của bạn sẽ xuất hiện một cái chữ email nhỏ nhỏ, mà khi đối với tài khoản cá nhân thì nó không có điều này. Khi các bạn sử dụng kênh mà các bạn cần được đặt đường link, các bạn làm review á, các bạn đặt đường link các bạn ngay lập tức á, để cho người ta kích vào á, thì bạn có thể là sự lựa chọn tài khoản doanh nghiệp khi các bạn tạo kênh á, thì đó là một trong những cái lựa chọn đang nghĩ nó cũng rất ưu việt đấy. Cái sự khác biệt thứ ba á, là sự khác biệt về cái phần mà cài đặt tin nhắn. Khi bạn sử dụng mở tài khoản cá nhân thì TikTok nó mới vừa fix lại đó các bạn, là khi các bạn vào phần cài đặt tin nhắn của tài khoản cá nhân á, là bây giờ nó đã chỉnh lại rồi. Chỉ có những cái người bạn bè nhắn follow nhau hay là hai người follow nhau á, trở thành bạn bè của nhau á, thì mới nhắn tin qua lại được.
Còn nếu mà không follow nhau thì không thể nhắn tin được. Lúc trước thì nó có mở cái tính năng là tất cả mọi người đều có thể nhắn tin được, nhưng bây giờ nó fix lại rồi. Đối với tài khoản cá nhân thì bây giờ bạn follow người ta follow bạn thì mới thể là nhắn tin qua lại được. Ok chưa? Thì đó là đối với tài khoản cá nhân. Còn đối với tài khoản doanh nghiệp á, là khi các bạn chuyển cái tài khoản của bạn sang tài khoản doanh nghiệp á, thì bạn vào cái phần cài đặt tin nhắn á, thì bạn vẫn có sự lựa chọn là tất cả mọi người đều có thể nhắn tin cho bạn, mặc dù nó không follow bạn hoặc là bạn không follow họ thì bạn họ có thể nhắn tin cho bạn được. Thì đang vừa mới check cái này á, thì đang thấy cũng nhắn tin khá là ok. Cho nên là những các bạn nào các bạn muốn người ta không follow mình hay là mình không follow người ta để mà họ vẫn nhắn tin cho mình được thì bạn có thể là cân nhắc cái việc chuyển sang tài khoản doanh nghiệp nha. Và một cái nữa, tài khoản doanh nghiệp có một thứ rất là hay, đó là cái phần về khi trong cài đặt tin nhắn á, thì bạn có thể cài đặt tin nhắn chào mừng nè. Giống như là khi người ta nhắn tin cho bạn á, thì bạn có thể là khi bị bạn trả lời á, thì bạn có thể set up một cái câu nào đó rằng xin chào bạn, mình tên là Trương Hải Đăng hay là cái gì đó, bạn có thể liên hệ mình qua Zalo hay Facebook này kia hay là số điện thoại này kia, nó sẽ trả lời tự động tin nhắn các bạn, đó là tin nhắn chào mừng, bạn có thể cài đặt cái mục này. Hoặc là có một phần nữa là trả lời tin nhắn theo từ khóa, tức là người ta sẽ nhắn tin có một cái từ khóa ở đó thì bạn có thể là tự động, thay vì bạn trả lời thì nó sẽ tự động mới trả lời cho bạn luôn. Thì đây là một trong những cài đặt rất là hay mà đang nghĩ cái tài khoản doanh nghiệp nó sẽ tối ưu hơn tài khoản cá nhân rất là nhiều, là tất cả mọi người đều có thể nhắn tin cho bạn được. Và tiếp theo một phần nữa, tức là một cái phần mình có thể là cài đặt tin nhắn được, nó cũng rất là ưu việt so với tài khoản cá nhân. Đăng vừa mới chia sẻ cho các bạn xong về cái sự giống nhau và cái sự khác nhau cơ bản khi các bạn sử dụng tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp trên TikTok là gì rồi. Vậy thì chốt lại, chúng ta nên chọn tài khoản cá nhân hay là tài khoản doanh nghiệp bây giờ? Khi các bạn nghe xong video này thì các bạn sẽ cảm thấy là cái tài khoản doanh nghiệp nó sẽ có nhiều cái tính năng ưu việt hơn không? Tôi chẳng hạn như là về các bạn có thể là cài đặt được đường link trang web ngay lập tức được nè. Các bạn có thể là cài đặt được tính năng về tin nhắn, tất cả mọi người đều có thể nhắn tin cho mình, hoặc là cài đặt tin nhắn về chào mừng đấy. Thì nó sẽ ưu việt hơn, nhưng mà nó có một cái hạn chế là nó sẽ không được dùng quá nhiều nhạc trên TikTok so với tài khoản cá nhân. Tài khoản cá nhân thì có thể là ít tính năng hơn tài khoản doanh nghiệp một tí, và nó có thể là ưu việt hơn là nó có thể là sử dụng nhiều nhạc nhiều hơn mà nó không bị dính bản quyền. Thì như này thì các bạn nên cân nhắc cái trường hợp của bạn như thế nào. Nếu mà cái kênh của bạn đó là đặc thù một trong những cái kênh mà nó không cần sử dụng quá nhiều nhạc, các bạn chỉ cần là sử dụng 1-2 bài nhạc thôi trên cái kênh của bạn, và những cái bài nhạc đó nó không bị quét bản quyền khi các bạn chuyển sang tài khoản doanh nghiệp á, thì bạn có thể cân nhắc sử dụng tài khoản doanh nghiệp. Còn đó, nếu mà các bạn sử dụng một cái tài khoản mà các bạn luôn luôn sử dụng những cái nhạc về xu hướng, các bạn luôn update những cái trend mới trên TikTok, thì đang nghĩ là sử dụng tài khoản cá nhân thì nó sẽ ưu việt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì các bạn nên cân nhắc là cái trường hợp cụ thể của bạn, thì cái khi các bạn sử dụng tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp thì cái nào nó lợi thế hơn, thì các bạn hay là cân nhắc lựa chọn nhé. Thì Đăng đã vừa chia sẻ các bạn về cụ thể những cái tính năng của tài khoản doanh nghiệp, tài khoản cá nhân như nào rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy giúp Đăng một like. Đừng quên là comment những câu hỏi của mọi người muốn Đăng chia sẻ, thì Đăng sẽ rep comment cho các bạn. Và đừng quên nữa đăng ký kênh Trương Hải Đăng Official, bật chuông thông báo để xem nhiều video hữu ích của Đăng về TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn về những video sau. Xin chào nhé.